ta đệ tử tất cả đều là sa điêu người chơi hồi chuyển hỏa oa đặc thù đệ tử, đệ tử thiên tai. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Thương huyền đại lục, nơi đây vạn tộc san sát bách yêu hoành hành. Khi thì còn có vực ngoại dị tộc xâm lấn. Cũng có vô số thiên tài địa bảo, cơ duyên trải rộng. Người người đều có thể đi qua tu luyện không được đoạn mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến cực hạn, rời non lấp biển, không gì làm không được. Lúc này, Bắc Tiên cảnh hoang vu nhất cùng hiểm ác cực hoang vực. Một tòa đã trăm năm không có bóng người tông môn phế tích bên trong, hai bóng người, một già một trẻ, đang đứng ở tông môn trong đại điện. Hạ Nhất Minh, ngươi xác định sao? Muốn chọn nơi đây thành lập ngươi tông môn, cái này tông môn ở trăm năm phía trước cũng đã bị tàn sát nơi đây cũng là được xưng hô vì nghìn dặm không người cực hoang vực, bởi vì nhân tộc tu sĩ không cách nào ở chỗ này sinh tồn, trăm năm phía trước liền toàn bộ rời khỏi nơi này, lão giả mở miệng hỏi. "Là, ta cực kỳ xác định được xưng hô vì Hạ Nhất Minh thiếu niên gật đầu, ánh mắt kiên định. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ngươi tông môn." đem nhất phẩm tông môn đại ấn nhỏ vào tinh huyết của ngươi, in vào tông môn trên đại điện, coi như ghi danh xong tất, lão giả Vương Bình nhắc nhở. Nhất phẩm là cấp thấp nhất tông môn, trên đó còn có nhị phẩm, mãi cho đến lục phẩm. Lục phẩm bên trên chính là trong truyền thuyết thánh địa. Toàn bộ Bắc Tiên cảnh cũng chỉ có một thánh địa, cũng là thế lực cường đại nhất nắm giữ nhất phẩm tông môn đại ấn, có thể chính mình tìm kiếm một chỗ phúc lợi, sau đó khai tông lập phái, thành lập một cái nhất phẩm tông môn. Đạt được bắc tiên cảnh tán thành, bằng không một mình thành lập tông môn, trừ phi thực lực người nghịch thiên, nếu không, sẽ lọt vào sở hữu tông môn vây công mà hủy diệt. Hạ nhất minh gật đầu, lấy ra kim sắc nhất phẩm tông môn đại ấn, nhỏ lên tinh huyết, đem in vào tông môn đại điện trung tâm trên trận pháp. Theo quang mang lưu chuyển, đăng ký nghi thức xong thành. Đại biểu cho Hạ Nhất Minh chính thức trở thành cái này tông môn tân nhậm tông chủ. Minh Hoàng Tông, Hạ Nhất Minh đem đã sớm suy nghĩ xong tên in vào đại điện bên trong trận pháp, đồng thời tông môn bên ngoài trên tấm bia đá, Minh Hoàng Tông ba chữ to cũng là chậm rãi hiện lên. Chúc mừng ngươi, Minh Hoàng Tông tông chủ Hạ Nhất Minh một tháng sau lão phu sẽ đến đón ngươi tham gia thư viện vòng thứ nhất khảo hạch áo xám lão giả vương bình lần thứ hai nhắc nhở một câu lão giả vương bình là hạo thiên thư viện công chứng viên nhiệm vụ chính là phụ trách khảo hạch cùng giám sát mà hạ nhất minh thì là hạo thiên thư viện lần này thủ tịch tốt nghiệp hạo thiên thư viện chủ yếu dạy dỗ là các loại tu luyện tri thức lý luận cùng với tông môn quản lý các loại chờ đồng thời cũng vì từng cái thế lực lớn bồi dưỡng người nối nghiệp tông môn tầng quản lý hoặc là nhân tài ưu tú bên ngoài uy danh ở nơi này bắc tiên cảnh có thể nói là không ai không biết không người không hay cùng Hạ Nhất Minh giống nhau, Hạo Thiên Thư Viện lần này tốt nghiệp top 10, thu được tất cả Hạo Thiên Thư Viện ban cho nhất phẩm tông môn đại ấn, chiếm được thành lập tông môn tư cách. Hạ Nhất Minh 10 người, phải trải qua một năm thời kỳ khảo sát, chỉ có đi qua từng vòng từng vòng khảo hạch cùng chắc thí, mới chỉ có cuối cùng có tư cách trở thành một tông chi chủ. Nếu như khảo hạch thất bại, cái kia dĩ nhiên là cũng bị cướp đoạt tông môn đại ấn, mất đi tông chủ thân phận. Nhìn lão giả Vương Bình đi xa, Hạ Nhất Minh bỗng nhiên nở nụ cười. Bởi vì trong đầu, thanh âm quen thuộc thời gian qua đi 4 năm, rốt cục vang lên. Keng, ký chủ đạt thành kích hoạt điều kiện, trở thành một tông chi chủ. Tối cường tông môn hệ thống kích hoạt. Rốt cục a, à, nghe thanh âm này, Hạ Nhất Minh kém chút rơi lệ. Hạ Nhất Minh không phải người của thế giới này, mà là một vị xuyên việt giả bốn năm trước hạ nhất minh xuyên việt đến nơi này người tu luyện thế giới xuyên việt ngày đầu tiên hạ nhất minh đã tỉnh lại hệ thống nhưng là bẫy cha là hệ thống này cần hạ nhất minh trở thành một tông chi chủ mới có thể kích hoạt ở nơi này tu luyện thế giới muốn thu được nhất tông chi chủ tư cách thật quá khó khăn nếu không sở hữu nghịch thiên thực lực nếu không liền sở hữu bối cảnh hùng hậu đáng tiếc hạ nhất minh hai người cũng không cụ bị cho nên Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm con đường thứ ba. Bái nhập Bắc Tiên Cảnh Tối Cường Đại Học Viện, Hạo Thiên Thư Viện. Tốn hào ước chừng thời gian 4 năm, kiếp trước chính là học phách Hạ Nhất Minh, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục lấy thủ tịch thân phận tốt nghiệp, thu được thành lập tông môn tư cách. Để ta xem một chút cái này tối cường tông môn hệ thống đến cùng như thế nào, Hạ Nhất Minh nhắm hai mắt lại, lặng lặng nghe. Lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở đang liên tục không ngừng vang lên. Đang ở trói chặt ký chủ, đang ở trói chặt tông môn, keng. Kích hoạt thành công. Keng, thành công trói chặt Minh Hoàng tông, kích hoạt đăng nhập hệ thống, kích hoạt nhiệm vụ hệ thống. Tuyên bố tông môn nhiệm vụ, tuyển nhận 50 tên đệ tử, thời hạn 3 ngày, nhiệm vụ hoàn thành tốc độ càng nhanh, độ hoàn thành càng cao, đánh giá càng cao, thưởng cho càng phong phú tỉ mỉ nghe xong hạ nhất minh lập tức nghiên cứu cái này tối cường tông môn hệ thống là theo hạ nhất minh không ngừng phát triển tông môn do đó không ngừng thăng cấp cùng trở nên mạnh mẽ công năng càng nhiều cũng càng cường đại hơn nhưng việc cấp bách là nhanh chóng đăng nhập lĩnh ngày thứ nhất đăng nhập thưởng cho hạ nhất minh sở dĩ tuyển trạch nghìn dặm địa phương không người thành lập tông môn chính là nghĩ tìm một chỗ không người khiêm tốn phát dục, mỗi ngày đăng nhập lãnh thưởng, hắn không thơm sao? Tu luyện thế giới cái gì nguy hiểm nhất? Không phải hung tàn yêu thú, càng không phải là hiểm ác đáng sợ hoàn cảnh, mà là lòng người. Đạo lý này, hạ nhất minh sao không hiểu? Keng, ký chủ đăng nhập thành công, đăng nhập thưởng cho, đệ tử tuyển nhận hệ thống keng kiểm tra đo lường đến nghìn dặm không người đệ tử tuyển nhận hệ thống biến dị vì dị giới đệ tử hệ triệu hoán thống dị giới đệ tử hệ triệu hoán thống ký chủ có thể từ nguyên bản thế giới triệu hoán người sống hồn xuyên mà đến đồng thời vì đó một lần nữa đắp nạn thân thể lập xuống khế ước đem thu làm tông môn đệ tử theo hệ thống thanh âm hạ nhất minh cả kinh biến dị Hệ thống cư nhiên biến dị có thể từ Lam Thủy tinh triệu hoán người sống linh hồn xuyên việt tới. Hạ Nhất Minh tỉ mỉ nghiên cứu một cái mới xem như minh bạch rồi. Cái này dị giới đệ tử hệ triệu hoán thống chẳng khác nào là một cái đăng nhập khí. Lam Thủy tinh tiểu đồng bọn ở thu được hệ thống gửi nón trò chơi ảo phía sau, có thể đăng nhập lấy linh hồn ly thể phương thức xuyên việt đến thế giới này đồng thời tự động tiến nhập hệ thống chế tạo hoàn toàn mới trong thân thể đối với cái này chút lam thủy tinh tiểu đồng bọn mà nói hạ nhất minh chỗ ở tu luyện thế giới liền giống như một võng du một dạng mà lam thủy tinh tiểu đồng bọn chính là đệ tứ thiên tai người chơi coi như lam thủy tinh tiểu đồng bọn treo linh hồn của bọn họ cũng sẽ phản hồi hệ thống bên trong mà sẽ không bị một phe này thiên đạo lấy đi nhét vào minh giới đệ tứ thiên tai cái này tốt a à? hạ nhất minh đại hỷ chính mình tông môn hệ thống ngày đầu tiên đăng nhập thì cho như thế nghiêu bê công năng người chơi không những có thể tùy tiện lừa dối hơn nữa triệu hoán qua đây lập tức ký kết một cái siêu cấp bất bình đẳng điều ước từ đây chính mình tâm niệm vừa động là có thể thao túng người chơi sinh tử còn không cần lo lắng phản bội đơn giản là điều kiện tốt nhất công cụ người phi, là điều kiện tốt nhất đệ tử không có hai nhân tuyển A, hệ thống, bắt đầu triệu hoán. Hạ Nhất Minh đem chính mình kế hoạch nói cho hệ thống phía sau, hệ thống cứ dựa theo Hạ Nhất Minh kế hoạch bắt đầu rồi triệu hoán. Ta đệ tử tất cả đều là sa điêu người chơi hồi chuyển hỏa oa 88 cái người chơi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com đang tiến hành dị giới triệu hoán, sáng tạo trò chơi website, đang ở sáng tạo trò chơi diễn đàn, đang tại chọn lựa nhóm đầu tiên dị giới đệ tử, đang ở cấp cho nón trò chơi ảo đăng nhập khí. Đợi chừng 6 giờ, hệ thống mới rốt cục hoàn thành triệu hoán. 88 cái người chơi toàn bộ tuyển định, nón trò chơi ảo cũng bị toàn bộ cấp cho đúng lúc. Hạ Nhất Minh nhìn hệ thống tự động thiết lập một cái hơi đơn sơ website, do dự một chút, đang ở trò chơi danh trên viết hạ một hàng chữ lớn. Toàn thế giới khoản đầu tiên toàn bộ giả thiết hiện thực võng du, nghịch thiên ma tiên mở ra alpha test. Theo tông chủ Hạ Nhất Minh, ở tuyệt đối chân thật tu luyện thế giới, lấy Minh Hoàng Tông làm khởi điểm, mở ra ngươi muốn làm gì thì làm, tu tiên thành ma cuộc hành trình. Tình hữu nghị nêu lên, Alpha test danh ngạch chỉ có 88 vị gào, theo hạ nhất minh thao túng, cái này một hàng chữ lớn liền đăng nhập ở tại trên official website. Suy nghĩ một chút, hạ nhất minh lại đi qua hệ thống, thâu một đoạn video nhỏ. Video bên trong, xuất hiện ở cái này cũ nát tông môn phế tích đảo qua, lại dừng lại trong giây lát ở dưới chân núi tráng lệ vô cùng vạn dặm sơn hà, cuối cùng rơi vào hạ nhất minh trên người. Hạ Nhất Minh nâng tay chính là hai cái khốc huyễn duệ thuật pháp, tay trái hỏa diễm, tay phải lôi đình, lại phối hợp một câu. Cầu ma, thành tiên, bản tông chủ, chờ ngươi tới chiến. Phía sau hơi ngừng, điểm kích truyền lên, liền làm xong. Những thứ khác dườm ra thao tác, hệ thống toàn bộ giải quyết. Hiện tại, cũng chỉ cần chờ đợi. Chờ cái này 88 cái người chơi đăng nhập. Lam Thủy Tinh, hiện tại thời gian, hai năm. Di, nón trò chơi ảo, nghịch thiên ma tiên beta một cái bên trong phòng mướn, Đinh Hạo nhìn trong tay nón trò chơi ảo, có chút mộng bức. Không giải thích được thu được một cái chuyển phát nhanh, còn viết nón trò chơi ảo, thâm niên trạch nam Đinh Hạo trong chốc lát hiếu kỳ liền ký nhận. Kết quả mở ra xem, cư nhiên thật là một cái nón trò chơi ảo, mặc kệ chế tác vẫn là tỉ mỉ, so với hiện nay lưu hành nón trò chơi ảo đều mạnh hơn nhiều lắm. Điều này làm cho Đinh Hạo một cái mong đợi. Mấy năm trước chọn đọc sóng điện não, khiến người ta có thể giống như đang nằm mơ du lịch giả thuyết kỹ thuật ra đời. Trên thị trường các loại nón trò chơi ảo dồn dập xuất hiện, chủng loại đa dạng, từng cái được xưng cỡ nào chân thật hư nghĩ thế giới nhưng là người chơi mua được thực tế nhất thể nghiệm, thảo, toàn bộ TMD là bẫy cha mánh khóe, liền cùng mười mấy năm trước VR kỹ thuật giống nhau. Bắc một đống, thiết lập mô hình xấu không thể tả, có thể thao túng tính, dã phải không trách địa, đại bộ phận đều là thổi hào đầu. Hiển nhiên giả thuyết kỹ thuật còn cần thời gian phải rất lâu mới có thể phát triển hoàn thiện. Nhưng là cái này nón trò chơi ảo lại dám được xưng 100% mô phỏng thiệt hay giả. Ôm hiếu kỳ, Đinh Hạo ghi danh một hạ quan võng, phát hiện trò chơi này website tốt cây nhi đơn sơ, diễn đàn tuy là cũng có, nhưng là liền một cái thiệp cũng không có. Bất quá xem xong rồi hạ nhất minh truyền lên biểu thị truyện tranh, Đinh Hạo trực tiếp sợ ngây người. Hình ảnh này quả thực treo tạc thiên A, thật sự có mạnh như vậy sao? coi như mới nhất kỳ hạm hiển tạp, 10 đường 808 không ti đều không di chuyển được chứ, đinh hạo chấn kinh rồi. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực hấp dẫn, làm cho đinh hạo nhịn không được nằm xuống, đeo lên nón trò chơi ảo, ấn xuống đăng nhập cái nút. Sau một khắc, đinh hạo mở mắt hai mắt chứng kiến một màn trước mắt, triệt để chấn kinh rồi. Chân mình đạp hư không, dưới chân là vô số phù văn lăng không quay về phía trước thì là một cái cái gương. Trong gương thình lình có một cùng mình trưởng xê xích không nhiều thân ảnh. Chào mừng ngài, đệ nhất cái người chơi. Bản trò chơi đem áp dụng chân thực bề ngoài thu thập, cam chịu đau đớn độ vì 5%, có thể tự do điều tiết, mặt khác ngài có thể cường độ thấp điều chỉnh bề ngoài ở đặt xong tên về sau liền không cách nào cải biến bước vào cái gương là có thể bắt đầu ngài truyền kỳ tu luyện cuộc hành trình một cái hơi cơ giới giọng điện tử vang lên ác thảo đây là cái gì kỹ thuật quả thực treo bạo đinh hạo cái kia kích động a à, riêng này đăng nhập giao diện liền so với chính mình chơi qua sở hữu game giả lập đều mạnh quá nhiều vì vậy Đinh Hạo rất nhanh hơi chút điều chỉnh một cái bề ngoài, chỉnh càng đẹp trai hơn một điểm, tiện tay lại nổi lên được rồi tính danh. Ai đi, mì thịt bò theo Đinh Hạo bước ra một bước, cả người liền tiến vào trong gương. Cùng lúc đó, Hạ Nhất Minh lẳng lặng đứng ở tông môn bên ngoài đại điện trên quảng trường, nhìn về phía trước một cái hơi hư ảo vòng xoáy. Bỗng nhiên, vòng xoáy run dày động, Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên. Tới người chơi tới, ở Hạ Nhất Minh dưới ánh mắt, bóng người thứ nhất đi ra vòng xoáy. Hạ Nhất Minh nhìn một cái, là có thể chứng kiến đối phương thuộc tính. Ai đi, mì thịt bò, tu vi, đoán thể nhất trọng thiên phú. Không biểu hiện thuộc tính chỉ có ba cái, thế nhưng đều là cực kỳ có giá trị thuộc tính, đơn giản trực tiếp. Cái này tu luyện thế giới cảnh giới, chia làm đoán thể, linh mạch, trúc cơ, luân hải, thiên đan cao hơn nữa cảnh giới thì không phải là hạ nhất minh hiện nay có thể tiếp xúc được hạ nhất minh chính mình hiện nay cũng mới đoán thể thập trọng đỉnh phong mà thôi sau đó lần lượt từng bóng người chậm rãi đi ra vòng xoáy từng cái đều là vẻ mặt mộng bức tựa hồ có hơi không thể tin được hạ nhất minh nhìn lại toàn bộ đều là đoán thể nhất trọng tu vi hơn nữa người đều bạch sắc không có bất kỳ thiên phú đặc thù cùng thể chất Xem ra, hiện nay hệ thống mới kích hoạt công năng còn chưa đủ mạnh vì người chơi nhóm đắp nạn thân thể cũng đều là cấp thấp nhất. Ác thảo, đây là cái gì kỹ thuật sao? A A cộng V A cộng cộng S S A cộng U A sao? Như thế nghiêu B sao, dám 3R, 3R có thể mô phỏng ra gió nhẹ phất qua sao? Có thể mô phỏng ra cảm giác đau đớn sao, đây là cái gì hắc khoa học kỹ thuật à, không sẽ là ngoại tinh nhân làm ra chứ, Ai u ta tào, trò chơi này quả thực thần, cái này độ chân thật cùng thật, hình ảnh quả thực đem Unreal Engine 6 động cơ làm trò chơi ấn trên mặt đất trùy bạo nổ a. À. Hơn nữa còn có xúc cảm, ta thậm chí có thể cảm giác được trong không khí gió nhẹ. A, à, thoải mái tương đương cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gió thổi nhàn nhạt lạnh. Minh ca so video bên trong còn xoái a, à, thảo ta có chút động lòng làm sao bây giờ? 88 cái người chơi nhìn chu vi, đều cũng có chút khiếp sợ, bởi vì cảnh sắc chung quanh nơi nào là cái gì mô phỏng ra, quả thực cùng thật. Nhìn xong phong cảnh, người chơi nhóm ánh mắt liền nhất tề nhìn về phía hạ nhất minh. Thanh sắc đạo bào, khuôn mặt tuấn tú, khí chất bình tĩnh như nước, cả người đều mang một loại như mộc xuân phong khí tràng. Không hổ là nhất tông chi chủ. Thật kê nhi soái Cũng có người chơi nhéo nhéo mặt mình lau, có đau một chút. Còn có người chơi nhặt lên trên đất một tảng đá, thuận tay ném một cái tảng đá rơi vào xa xa, phát sinh tiếng vang lanh lãnh, quả thực liền cùng trong thực tế giống nhau như đốt. Thậm chí có người chơi lăng không nhảy lên, lập tức trùng điệp rơi xuống đất, xem cùng với chính mình hai tay hai chân, cảm thụ được cái kia nhỏ nhẹ cảm giác tê dại, vẻ mặt tràn đầy chấn động ác thảo, điêu bạo trò chơi này, ai đi mì thịt bò đinh hạo ánh mắt chuyển động, nhìn chu vi cái kia đích đích xác xác dường như biểu thị truyện tranh một dạng hình ảnh, là thật kích động. Chính mình đăng nhập chính là trò chơi. Chính mình quả thực cùng thực sự xuyên Việt rồi một dạng tốt sao. Mì thịt bò thậm chí cúi đầu chụp chụp chân răng, ác thảo, liền tao cảm giác nhột đều hoàn nguyên giống nhau như đốt. Quả thực vô địch nhìn rất nhiều người chơi, Hạ Nhất Minh thoáng đếm một cái nhân số. Không hổ là hệ thống chọn 88 người, cư nhiên toàn bộ tiến nhập trò chơi, không thiếu một cái. Xem ra, hệ thống theo như lời tinh thiêu tế tuyển nhóm đầu tiên người chơi, nói không ngoa à, ít nhất. Những thứ này người chơi mặc kệ 3711 toàn bộ tiến nhập trò chơi. Lúc này, liền nhìn mình biểu diễn. Vì vậy Hạ Nhất Minh bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi một bước đứng ra. Ta đệ tử tất cả đều là sa điêu người chơi hồi chuyển hỏa oa đừng nói chuyện, cho Minh ca một điểm mặt mũi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hoan nghênh các vị, ta chính là Minh Hoàng Tông Tông Chủ, Hạ Nhất Minh, Minh Hoàng Tông đã từng hưng thịnh không gì sánh được, đáng tiếc thời gian lưu chuyển, bây giờ đã lưu lạc đến tận đây nhưng là hôm nay ta hạ nhất minh kế nhiệm tông chủ tất nhiên phải dẫn minh hoàng tông trọng trấn uy danh các vị có thể nguyện bái nhập ta hạ nhất minh môn hạ trở thành minh hoàng tông đệ tử theo ta bước vào con đường tu luyện cùng nhau sáng tạo một cái tối cường đại tông môn hạ nhất minh nhàn nhạt mở miệng lập tức cứ dựa theo hệ thống nêu lên quăng ra một cái đã sớm chuẩn bị xong khế ước vì vậy từng cái người chơi trước mặt tự ra phát hiện một cái cự đại màn hình nghịch thiên ma tiên giả thuyết game online trò chơi quyền đại lý hợp đồng nói rõ hiệp nghị trong hiệp nghị một đống lớn cực độ không công bình điều khoản như là người chơi sở hữu phát hiện trọng đại cùng đoạt được phải toàn bộ nộp lên nhưng có thể thu được tông môn thưởng cho không thể phản bội tông chủ không thể làm ra bất luận cái gì bất lợi tông môn sự tình càng không thể cho tông chủ vợ ngoại tình chờ các loại bằng không giống nhau tại chỗ bạo tác điều khoản đạt hơn hơn một trăm cái vừa thối vừa dài đương nhiên vì hài hòa sở hữu người chơi trọng tố thân thể giống nhau không có tiểu dây dây ác thảo này khoản tốt kê nhi trưởng làm sao nhiều như vậy tại chỗ bạo tạc, không nên hỏi, hỏi chính là chủ hoạch tiểu học ngữ văn không có tốt nghiệp, từ ngữ số lượng thiếu thốn. Không ít người chơi nhìn mấy lần liền buông tha, trực tiếp gọi đồng ý, CMN, quá dài không nhìn. Ta đệ tử tất cả đều là sa điêu người chơi hồi chuyển hỏa oa ngươi tmd đi lượm cái gậy gỗ liền dám lên. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Quả nhiên là nó, hạ nhất minh trong lòng mát lạnh chiến đa thú, mặc dù không có năng lực đặc thù gì, nhưng là cả người trải rộng miếng vảy, lực phòng ngự tặc mạnh mẽ, nhất là tứ chi dị thường tráng kiện, lực lớn vô cùng. Thực lực muốn so cùng giai nhân tộc tu sĩ còn mạnh hơn một bậc. Nói đơn giản, chính là ba chiều số liệu tặc cao, phòng thủ cao cao công tinh khiết vật lý quái, ác thảo, cái này quái như thế hung tàn sao, sợ cái kê nhi, lão tử cái gì quái chưa từng giết, cái này quái chỉ là cộng lông tuyến. Chính là, lão tử đùa quái vật thợ săn bầy, ở trong đó có loại quái, khiếu lão sơn long, mấy ngàn mét đại đâu. Cái này quái, mưa bụi, có chút người chơi sợ mặt như màu đất, nhưng đại bộ phận người chơi đều là lơ đễnh Chơi nhiều như vậy game giả lập cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua muốn hù ta, liền cái này, ha ha ha, hạ nhất minh biết, người chơi nhóm thuần một sắc đoán thể kỳ nhất trọng tu vi, coi như cùng tiến lên đều không phải là cái này chiến đà thú đối thủ. Các đệ tử lui ra phía sau, cái này yêu thú tên là chiến đà thú, là linh mạch cảnh yêu thú, không phải các ngươi bây giờ có thể đối kháng, hạ nhất minh hét lớn một tiếng, lập tức một bước tiến lên liền chuẩn bị xuất thủ. Ha 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 ha, xem lão tử hoàn thành đệ nhất cái thủ sát, xông lên a, nhưng mà một cái người chơi vô cùng kích động, quơ không biết từ đâu nhặt một cây gậy gỗ liền xông tới. Hạ nhất minh đều hôn mê. Cái này ai đi gọi mì thịt bò người chơi, ngươi ở đâu ra dũng khí. Đây chính là linh mạch cảnh yêu thú, ngươi ti em đi lượm cái gậy gỗ liền dám lên. Ác thảo, người anh em này là đậu bỉ sao? cái này xông lên, theo mà đến người chơi nhóm đều sợ ngây người. CMN, chiến thuật đâu? Kế hoạch đâu? Người cái này xông lên. Đầu này chiến đà thú chứng kiến mì thịt bò xông lại, bỗng nhiên dơ lên hai cái móng trước. Chú ý, đây là chiến đà thú duy nhất kỹ năng, chiến đà dẫm đạp. Hạ nhất minh hô to một tiếng, một bên lui lại, vừa hướng người chơi nhóm giảng dài cũng được, vừa lúc có người tự mình làm mẫu, Hạ Nhất Minh thuận thế liền định giải thích một lớp. Sau một khắc, chiến đà thú một cái rậm, hung hăng oanh trên mặt đất, nhất thời dẫn phát rồi số lượng trong phạm vi 10 thước một cái nhỏ tiểu nhân, chấn động. Thậm chí cách xa nhau 40 đến 50 mét bên ngoài người chơi nhóm, đều cảm giác mặt đất một hồi lay động, thân thể một hồi lắc lư, kém chút không có đứng vững dẫm đạp biết trọng kích mặt đất để cho địch nhân không cách nào ổn định thân hình chiến đà thú sẽ mượn cơ hội xuất kích dành cho địch nhân nhất kích tất sát hạ nhất minh giảng giải cơ hồ là đồng thời a a a mì thịt bò đứng không vững thân hình trực tiếp bị mặt đất đạn bay chiến đà thú mắt to tinh quang lóe lên giơ lên hai vó câu một cái đá bay phanh nhất thanh thúy hưởng mì thịt bò cả người trên không trung trực tiếp đã bị đá bể chết được kêu là một cái giòn ác thảo cái này quái cũng quá biến thái đi miểu sát rồi nhìn thấy không trực tiếp miểu sát cmn đây không phải là tu tiên cái này cmn căn bản là hát co trò chơi a đậu bì sẽ cho không tương đương tương đương không lấn được ta cũng tương đương tương đương vây xem người chơi nhóm dồn dập kinh hô thành tiếng cái quỷ gì id vì mì thịt bò đinh hạo lúc này vẻ mặt mộng bức nhìn đăng nhập giao diện người chơi mì thịt bò ngài tốt, nhân vật của bạn đã vĩnh cửu ở ra giám, kiến nghị ngài một lần nữa thành lập nhân vật đâu, hệ thống cơ giới âm vang lên, mì thịt bò mới rõ ràng. Cái này bê trò chơi có độc A, CMN, tân thủ thôn quái, cư nhiên đi lên nhị liên trực tiếp một bộ đem mình mang đi. Cầu designer ngươi hắn kiểu bệnh tâm thần A, mì thịt bò ói ra, thực sự ói ra. Lúc này, chân núi chiến đà thú chỉ biết một cái kỹ năng chính là chiến đà dẫm đạp trừ cái đó ra toàn bộ dựa vào bên ngoài tốc độ kinh người cùng hai vó câu hung mãnh lực lượng đánh tan địch nhân hạ nhất minh nhàn nhạt giải thích xong tất liền một bước tiến lên tuy là hạ nhất minh cũng biết người chơi căn bản không khả năng đánh thắng được chiến đà thú nhưng hạ nhất minh vẫn kiên nhẫn giảng giải một lớp coi như chính mình tại làm tân thủ chỉ dẫn a chiến hạ nhất minh không nói nhiều lời nói nhảm linh mạch cảnh tu vi vận chuyển lên tới trực tiếp liền cùng chiến đà thú kịch chiến với nhau cà 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 đầu này chiến đà thú tiếng kêu cực kỳ cổ quái chứng kiến lại có người loại muốn chết vì vậy trực tiếp đánh tới hạ nhất minh thân thể một bên lăng không nhảy lên liền tránh ra một kích này mà chiến đà thú hai chân hung hăng dậm trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái sâu hơn nửa thước hố to oanh cường đại tiếng oanh kích cùng mặt đất rung động, làm cho một đám người chơi đều sợ ngây người. Ác thảo, mạnh như vậy sao, Minh ca làm qua cái này chiến đà thú sao? Xịt, đừng nói chuyện, hiện tại nhất định là kịch tình hình thức, Minh ca chắc thắng. Người chơi nhóm cả kinh, nhưng lập tức liền tiến vào vây xem đùa giỡn hình thức. Chiến đà thú ra thịt cứng rắn không gì sánh được, duy nhất nhược điểm, chính là phần dưới bụng. Hạ Nhất Minh một bên giảng giải một bên xuất thủ, chính diện cùng chiến đà thú đối kháng, dĩ nhiên hợp lại một cái chia năm năm. Song Phương đánh ngươi tới ta đi. Người chơi nhóm đều nhìn sợ ngây người. Chỉ thấy Hạ Nhất Minh đấm ra một quyền, đập vào chiến đà thú đầu, oanh chiến đà thú quái, khiếu liên tục, trực tiếp miệng phun tiên huyết. Bất quá cái này chiến đà thú xác thực cường hãn, hạ nhất minh công kích ngược lại kích phát rồi bên ngoài hung tính. Nhất thời, chiến đà thú tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng đáng sợ hơn. Ác thảo, cái này quái còn ti em đi biết cuồng bạo, không ít người chơi trong nháy mắt kinh hô. Lôi kích thuật, hạ nhất minh đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay một tia chớp bay vụt mà ra, trực tiếp đánh chúng chiến đà thú. Cạc cạc cạc, chiến đà thú kêu thảm một tiếng, cả người đều cứng lại rồi một dạng bắt lại cái này cơ hội, Hạ Nhất Minh trực tiếp vọt tới chiến đà thú trước mặt, bên phải trên tay linh lực lưu chuyển, ngưng tụ thành một điểm. Sau một khắc, Hạ Nhất Minh một quyền liền đánh vào chiến đà thú gương mặt. Theo chiến đà thú kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đều mất đi cân bằng, lộ ra phần dưới bụng nhược điểm. Bắt lại cái này cơ hội, Hạ Nhất Minh trọng quyền xuất kích lấy tay hoa đao, trực tiếp quán xuyên chiến đà thú bụng, lại rạch một cái kéo. Phốc thử Nhất Thanh Thúy hưởng chiến đà thú bụng trực tiếp bị rạch ra tiên huyết nội tạng trực tiếp phun mà ra một kích trí mạng ta đệ tử tất cả đều là sa điêu người chơi hồi chuyển hỏa oa một mình đấu chiến đà thú nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com thắng Hạ Nhất Minh nhịn không được đại hỉ mặc dù đang học viện thời điểm Hạ Nhất Minh đã từng cùng còn lại đồng học hợp thành tiểu đội liên thủ đánh thắng quá linh mạch sơ kỳ yêu thú nhưng là cái này chiến đà thú nhưng là linh mạch sơ kỳ bên trong mạnh nhất vài loại yêu thú mình bây giờ cũng đã có thể đơn giết cả cả các, nhưng vào đúng lúc này chiến đà thú hai mắt hồng quang lóe lên dường như tự biết hẳn phải chết cư nhiên nổi điên một dạng nâng lên hai vó câu hung hăng đạp chúng hạ nhất minh hạ nhất minh vội vàng vận chuyển tu vi hộ thể nhưng vẫn là bị cú đá này đá bay xa mấy chục mét thậm chí còn đụng gầy vài khỏa đại thụ ghê tởm khinh thường ói ra búng máu tươi lớn hạ nhất minh cật lực đứng dậy đã bị thương nếu không phải mình thời khắc mấu chốt vận chuyển lực lượng hộ thể sợ rằng một kích này chính mình không chết cũng nửa tàn a à. chiến đà thú sắp chết phản công chi lực thật là đáng sợ đạp bay hạ nhất minh chiến đà thú thương thế quá nặng dễ dụa một hồi từ từ đình chỉ hô hấp ác thảo thanh tú a minh ca nghiêu b cư nhiên đơn giết cái này. Chiến đấu này, trầm bổng chập trùng, cuối cùng vẫn là sắp chết phản công, quả thực kích thích đến bạo nổ. Người chơi nhóm đều thấy choáng, thẳng đến hạ nhất minh đứng dậy cái này mới phản ứng được, dồn dập thổi lên. Các vị đệ tử, cái này, chính là chiến đà thú. Lấy thực lực của các ngươi tuyệt không là nó địch thủ, liền bàn tông chủ trong chốc lát sơ suất đều bị phản công, hôm nay thăm dò liền dừng ở đây chân núi khu vực vẫn mở thả, nhưng các vị đệ tử ghi nhớ kỹ, nhất định không nên nghĩ đối phó chiến đà thú, được rồi, các đệ tử, đem đầu này chiến đà thú trở về tông môn A. Hạ nhất minh nhàn nhạt mở miệng nói, vẻ mặt mới vừa toàn bộ đều là kịch tình cần dắt lừa thuê. Cũng không thể nói, chính mình kinh nghiệm thực chiến không đủ, kết quả sơ suất lật xe mới, chỉ có, bị trọng thương chứ. Vậy mình người tông chủ này mặt mũi để nơi nào? cái này sóng kịch tình biểu diễn, ta cho một trăm linh một phân, nhiều một phân, liền sông minh ca xoái, thảo, ngươi cái này vỗ mông ngựa cho dù tốt, NPC cũng không treo ngươi. Cái này chiến đà thú thịt, có thể ăn không? Kéo trở về làm thành lẩu chứ, chỉ có biết ăn thôi. Cái này đều là tài liệu, tài liệu hiểu hay không, đầu khớp xương nha gì gì đó nhất định có thể làm thành vũ khí, cái kia lão tử làm thành lẩu ngươi có gan chờ ăn đại ca ta sai rồi tương đương tương đương cái này chiến đà thú nhược điểm nếu là phần bụng một hồi lão tử một cái sẻng sẽ đưa nó bên trên tây thiên người chơi nhóm một bên hưng phấn nghị luận một bên liên thủ hợp lực đem đầu này chiến đà thú trở về tông môn vừa về tới tông môn hạ nhất minh liền phân phó vài cái người chơi đi chủ phòng đem đồ làm bếp dồn dập chờ tới dù sao ngoạn ra thân thể mặc dù là hệ thống làm được nhưng là vẫn là phổ thông nhân loại nhục thân cũng cần ăn uống nghỉ ngơi nếu không sẽ chết đói chết khát hoặc là mệt chết chính mình thật vất vả đánh chết chiến đà thú cũng không thể lãng phí cái này chiến đà thú thịt ăn sau đó có thể bổ dưỡng nhục thân lớn mạnh khí huyết chi lực chiến đà thú đầu khớp xương cùng hàm răng, ngược lại là tác dụng một dạng, còn như da lông, ở chiến đà thú sau khi chết, sẽ nhanh chóng phong hóa, cũng khó mà luyện chế thành cái gì trang bị. Hạ nhất minh đơn giản giảng giải một cái, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một ít đồ gia vị. Minh ca ta tới ta tới, làm lẩu, ta am hiểu nhất. Một cái ai đi vì đầu lưỡi tiểu đương ra người chơi lập tức nhảy ra ngoài cái này ai đi đầu lưỡi tiểu đương ra người chơi, cư nhiên còn tìm được một bả dì xét loang lổ dao bầu, xoát xoát vài cái, liền thông thạo mài xong, đồng thời đem chiến đà thú thịt nhanh chóng cắt miếng. Động tác kia nước chảy mây trôi một thớt. Hạ Nhất Minh cũng hoài nghi. Hàng này rốt cuộc là tu luyện, vẫn là ti em đi tới ăn bữa tiệc lớn. Đại ca ta tới giúp ngươi nhóm lửa, đại ca ta tới đốn củi. Đại ca ta tới giúp ngươi ăn tương đương tương đương mười mấy ăn hàng người chơi soạt vây lại ba chân bốn cẳng liền bắt đầu bận rộn hạ nhất minh thỏa mãn gật đầu một cái này chiến đà thú ít nhất đủ người chơi ăn đã mấy ngày chỉ ít trong vòng vài ngày ăn uống chính mình không cần lo lắng phía trước chiến đà thú sắp chết phản công làm cho hạ nhất minh bị thương không nhẹ cần mau chóng điều trị Tình hữu nghị nêu lên ký chủ, có thể mang nhiệm vụ thiết cắt vì tử nhiệm vụ, giao cho các đệ tử hoàn thành. Chỉ cần các đệ tử tính tổng cộng hoàn thành, cũng coi như hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Lúc này, hệ thống lại gợi ý một lần. Hảo hảo hảo, ta tuyên bố nhiệm vụ. Ai, hạ nhất minh bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, ngược lại người chơi chết thì chết, cùng lắm thì lập nick trở lại thôi. Đúng rồi, ta có thể thiết kế một cái tiền ảo, điểm cống hiến tông môn. Người chơi hoàn thành ta ban bố nhiệm vụ có thể thu được điểm cống hiến, chờ sau này ta đạt được thứ tốt gì, có thể cho người chơi dùng điểm cống hiến hối đoái. Chờ với ta liền linh thạch cũng không cần hoa, không bao tay Bạch Lang. Diệu a, Hạ Nhất Minh càng muốn, càng là cười hài lòng. Vì vậy Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, liền đem phân phát nhiệm vụ đi ra ngoài, tông môn nhiệm vụ huyết chiến chiến đà thú, mục tiêu. Kích sát một con chiến đà thú, cũng đem thi thể trở về tông môn sân rộng quét thường. 100 điểm tông môn điểm cống hiến. Tuyên bố hết, hạ nhất minh liền tiến vào mật thất, lẳng lặng bắt đầu dưỡng thương. Hạ nhất minh nhiệm vụ vừa tuyên bố, còn ở trên quảng trường tụ chúng ăn chiến đà thú lẩu người chơi nhóm liền sợ ngây người. Ác thảo, đến rồi đến rồi, là kích sát chiến đà thú ác thảo đệ một cái nhiệm vụ cứ như vậy kích thích sao mã đức lão tử liền vũ khí cũng không có đánh như thế nào à người chơi nhóm hỗn loạn tưng bừng bất quá hầu như tất cả người chơi đều không chút do dự đem nhiệm vụ trước nhận lúc này mì thịt bò đã bóp xong khuôn mặt thành lập nhân vật mới đương nhiên ai đi vẫn là có thể kế thừa lão tử không phục ta còn muốn tái chiến đi ra vòng xoáy mì thịt bò lại xuất hiện ở tông môn trên quảng trường không nói hai lời liền lao xuống núi đi không đến nửa nén hương ác thảo hắn ca a à, mì thịt bò một bên mắng to cầu designer một bên lại đi ra vòng xoáy hiển nhiên là tốc độ ánh sáng chết bất đắc kỳ tử lại lần nữa tạo cái nhân vật các vị ta có một ý kiến bỗng nhiên một cái ai đi tinh thần thanh niên nam tử đứng dậy hướng về còn lại người chơi hô còn lại người chơi sửng sốt người này muốn làm gì